Hồ Quang Hiếu lên tiếng giữa chỉ trích khi công khai quá khứ bất hảo, tôi chấp nhận bị coi thường. Giữa Tâm Bảo bị chỉ trích khi tự hào khoe chiến tích, Hồ Quang Hiếu cho biết khi công khai quá khứ nhiều sai trái, lỗi lầm, anh chấp nhận bị coi thường. Hồ Quang Hiếu thẳng thắn cho biết chính quá khứ sai lầm mới giúp anh trưởng thành như ngày nay. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hồ Quang Hiếu vừa cho ra mắt cuốn tự truyện đầu tay có tên Đổi Thay. Mặc dù chưa chính thức được bán, nhưng vài chương của quyển tự truyện này đã được chia sẻ để khán giả tham khảo. Cụ thể, Hồ Quang Hiếu cho biết ngày nhỏ anh được mẹ cưng chiều nên rất ham chơi, thường xuyên trộm tiền của mẹ để đi đánh bài. Sau khi bỏ tật trộm cắp vì thấy một người trong nhóm bị bắt, anh lại nhảy sang làm nghề điều phối gái bi ôm khi được một người anh nhờ vả. Ngay sau đó, nhiều ý kiến nổ ra khi Hồ Quang Hiếu nhắc lại quá khứ. Không ít khán giả chỉ trích nam ca sĩ vì tự hào khoe chiến tích không mấy đẹp đẽo quá khứ về chuyện mình từng làm nghề điều phối gái bi ôm. Giữa Tâm Bảo chỉ trích, Hồ Quang Hiếu thẳng thắn cho biết khi công khai quá khứ nhiều sai trái lỗi lầm, anh chấp nhận bị coi thường, khinh khi. Nhưng với bản thân, anh cảm thấy hạnh phúc vì mình đứng dậy mạnh mẽ từ bùn lầy. Tự truyện là phải viết sự thật, người ta đánh bóng tên tuổi bằng chuyện đẹp, chứ ai lại lôi chuyện xấu ra. Đơn giản là tôi có câu chuyện và tôi muốn kể với mọi người. Ai cũng có quá khứ và chuyện họ có muốn chia sẻ hay không. Đối với tôi, quá khứ đen tối là những kỷ niệm không thể quên. Bây giờ nhìn nhận lại, suy nghĩ thấu đáo hơn, tôi cảm thấy mình đứng dậy được sau những lỗi lầm là điều may mắn. Chính quá khứ sai lầm mới giúp tôi trưởng thành như ngày hôm nay. Tôi viết cuốn sách này để chia sẻ với các bạn trẻ, cổ vũ các bạn vươn lên trong cuộc sống. Tôi không cổ vũ các bạn làm việc xấu, chỉ là nếu ai đó sai lầm thì cố vượt qua, thay đổi. Nếu ai khó khăn thì cứ nhìn về phía trước, thoát khỏi sự tiêu cực bằng ý chí, nhận thức đúng, Hồ Quang Hiếu bộc bạch. Hồ Quang Hiếu không ngại phơi bày những góc khuất về cuộc sống trong quá khứ. Câu chuyện trên khiến nhiều người bất ngờ, ngỡ ngàng và nhận phải rất nhiều gạch đá từ phía dư luận. Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả bênh vực Hồ Quang Hiếu bởi anh đã biết hối hận làm lại từ đầu. Hơn nữa, những việc này xảy ra trước khi Hồ Quang Hiếu làm ca sĩ nên không thể chỉ trích anh, còn với mọi người thấy như thế nào. Công Vinh, mình cãi vợ mình thắng thì được cái gì, nên tôi luôn nhận sai và xin lỗi Thủy Tiên. Từ khi kết hôn, Công Vinh luôn nhường nhịn chiều bà xã vất vả chịu thiệt thôi, nên đi đâu vợ có nặng lời trách móc, anh cũng ngồi im nghe Thủy Tiên mắng. Công Vinh khiến người hâm mộ ghen tị, ngưỡng mộ tình cảm anh đã dành chính cho bà xã của mình. Với cách hành xử, khi vợ đòi ly hôn chỉ biết ôm vợ và nhường nhịn. Mới đây là khách mời đặc biệt của chương trình Talk Show, cặp vợ chồng David Beckham Việt Nam, Công Vinh và Thủy Tiên đã có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống hôn nhân của mình. Cả Công Vinh, Thủy Tiên đều thẳng thắn đối diện với việc xích mích mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày. Thủy Tiên cho biết cô là người thẳng thắn, cứng đầu, còn chân suốt nổi tiếng thừa nhận vợ mình là người không bao giờ nhận sai, nên mọi cuộc cãi vã anh đều nhường nhịn vợ. Thủy Tiên, thật ra con người ai cũng có bản ngã của mình cả. Chị cũng không bỏ được bản ngã của chị xuống, chị vẫn cảm thấy chị đúng, chị không sai, có lẽ bản ngã của chị còn rất cao. Nhưng ở một cảnh giới mà có thể hạ mình được xuống với cái sai lầm của người khác thì cũng gần như là chánh quả với chị rồi, và chị cảm thấy anh đã đạt chính cánh quả với chị rồi đó. Và Công Vinh cũng chẳng bao giờ nặng nhẹ chuyện ai đúng ai sai trong mối quan hệ vợ chồng. Cựu cầu thủ Việt Nam nói rằng anh cũng có nhiều lúc quá đáng vô tâm, làm buồn lòng vợ. Anh nói, mình cãi vợ mình thì mình thắng, mình làm được cái gì? Mình chả được cái gì cả, vợ mình thắng, mình được cái gì? Cũng không được gì cả. Ừ thì thôi, tôi thắng ông rồi đó, đây chỉ là cái bản ngã của mình thôi. Nhưng mà rồi thắng được cái gì? Rồi sau cuộc cãi vã thì tình cảm sức mẻ, thì lúc đó được là được, cái tình cảm sức mẻ chứ được cái gì đâu. Có được lời lộc hay tiền bạc gì đâu, thì mình không cãi nữa, cho vợ nó thắng thì có vấn đề gì đâu, mình đâu mất gì đâu. Mà cũng có ai biết gì đâu, nên thành ra nhận sai nhường vợ thì có vấn đề gì. Anh nghĩ đó không quá quan trọng trong cuộc sống này. Trong cuộc sống vợ chồng, anh nghĩ là vợ thắng hay chồng thắng không quan trọng. Trong cuộc sống hôn nhân thì làm sai có nhiều thứ nhỏ nhặt làm sai lắm. Anh nghĩ trong cuộc sống hôn nhân có rất nhiều điều nhỏ nhặt dẫn đến cái cãi vã. Và anh chị cũng từng như vậy, cãi xong rồi anh cũng nhận sai. Thôi ba sai rồi, ba xin lỗi mẹ. Chung quy lại trong cuộc cãi vã thì anh luôn chấp nhận là người lùi xuống. Và anh nhường nhịn vợ. Và anh nói là anh sai, anh xin lỗi, ba xin lỗi mẹ. Như vậy, càng giữ lửa hạnh phúc hơn. Công Vinh cho biết Thủy Tiên không bao giờ nhận sai, nên mỗi cuộc cãi vã anh đều nhận sai. Trong cơn tức giận, Thủy Tiên chẳng ngại ngần đòi ký đơn ly hôn. Nhưng ngay sau đó, Công Vinh đã ồ vào ôm vợ rồi xin lỗi rối rít. Thế là chuyện hiểu lầm được hóa giải. Thủy Tiên, Công Vinh có con gái năm 2013 và tổ chức năm 2014. Từ khi kết hôn đến nay, Công Vinh luôn nhường nhịn và yêu chiều bà xã Thủy Tiên hết mực. Cuộc sống giờ đây của Thủy Tiên và Công Vinh cũng là điều khiến bao nhiêu người mong ước.
Yêu nhanh cưới vội, tưởng lấy chồng Tây là sướng, ai ngờ Lan Phương vẫn ở nhà thuê chật vật mưu sinh. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nữ diễn viên Lan Phương chia sẻ cuộc sống hiện tại với chồng Tây khiến nhiều người bất ngờ. Nữ diễn viên Lan Phương và chồng Tây từng có chuyện tình đẹp nổi tiếng cộng đồng mạng. Ở tuổi 36, diễn viên nàng dâu Order và chồng Tây lỡ ăn cơm trước kẻng. Cả hai đã đăng ký kết hôn mà chưa tổ chức đám cưới. Hiện tại, vợ chồng Lan Phương đang ở thuê một căn nhà tại Hà Nội. Do cả hai đều độc lập tài chính và vẫn đang tích lũy để có thể mua được một ngôi nhà khang trang ở thủ đô. Đích Phi làm việc trên lĩnh vực truyền thông, đang công tác tại Việt Nam theo chế độ. Còn Lan Phương tiếp tục đóng phim và bắt đầu kinh doanh thời trang. Từng yêu nhau và kết hôn vội vàng, cuộc sống hiện tại của Lan Phương đang rất hạnh phúc. Vợ chồng Lan Phương đang ở nhà thuê một căn nhà ở Hà Nội. Liên quan đến chi tiêu, Lan Phương cho biết, chúng tôi chia sẻ với nhau, ví dụ đồ của bé thiếu thì tôi lấy tiền của mình ra mua, đi ăn ở ngoài thì anh trả. Dù độc lập tài chính nhưng chúng tôi đều hiểu đó là tiền gia đình. Theo nữ diễn viên, cuộc sống tuy bận rộn nhưng bình dị và vui vẻ. Lan Phương kể về chồng, Đích Phi không vui khi thấy tôi đóng cảnh hôn, nhưng luôn ủng hộ công việc của tôi, anh rất tâm lý và tình cảm. Anh chỉ bảo giờ em trở lại công việc rồi, chúng ta phải tìm cách nào để có thể chăm sóc con tốt nhất. Chúng tôi có thể nhờ ông bà nội từ anh bay sang để chăm bé. Chồng Tây giúp Lan Phương chăm sóc con gái. Vợ chồng Lan Phương đưa con gái về thăm quê nội ở Anh Quốc. Lan Phương cho biết, tôi may mắn không phải làm dâu, bố mẹ chồng đều là người phương Tây nên văn hóa họ rất khác với phương Đông mình. Cũng chính sự khác biệt này nên bên nội không hỗ trợ được nhiều. Để phụ giúp kinh tế gia đình, nhất là khi có con gái, Lan Phương nỗ lực hơn để chu toàn cho cuộc sống. Khi mang bầu tới tháng thứ 3, Lan Phương vẫn đang quay phim Cả một đời ân oán. Sau khi sinh con, cô chỉ nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi tiếp tục ghi hình phim Nàng dâu Order. Cửa hàng thời trang Lan Phương mới mở đang dần đi vào ổn định. Lan Phương chia sẻ, tôi đến với anh vì tình cảm thực sự. Cho đến khi lấy rồi, mình mới nhận ra mình sống hiện đại thì kết hôn với người nước ngoài có lẽ hợp với mình hơn. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn. Trước đây tôi có nghĩ đến đám cưới mơ mộng, nhưng mấy năm nay thì không nghĩ đến nữa. Quan trọng là chúng tôi sống với nhau như thế nào. Trong tương lai có thể chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới, nhưng chưa phải là bây giờ. Chồng Tây tuy không giàu có, nhưng diễn viên Lan Phương hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân của mình. Bị chê ăn mặc phản cảm, Thủy Tiên lên tiếng. Người ta cố ý chụp ảnh từ dưới chân lên để tô lộ. Góc chụp như thế thì nhạy cảm quá, bao nhiêu cái trên người cũng lộ ra hết. Dù một cô văn phòng mà đứng đó thì cũng bị lộ, Thủy Tiên chia sẻ. Thủy Tiên là một trong số những ca sĩ sexy nhất showbiz Việt. Trước khi lấy Công Vinh, Thủy Tiên thường vướng vào lùm xùm vì diện trang phục gợi cảm. Thậm chí không ít lần nữ ca sĩ bị chỉ trích là ăn mặc phản cảm. Nói về chuyện này, tại chương trình Một Tiếng Kể Hết, Thủy Tiên cho biết, cái sự gợi cảm của tôi cũng không đến mức vi phạm đạo đức xã hội gì lắm. Đến bây giờ, tôi cũng thay đổi bản thân, phong cách ăn mặc nhiều hơn từ sau khi sinh bé gạo. Tôi biết là mình đã có gia đình nên phải tiết chế. Có những phim quảng cáo mời tôi cũng cân nhắc hơn. Ví dụ như quán bar dù trả tiền cao đến mấy, tôi cũng không hát. Hồi xưa tôi hát quán bar có khi 2-3 tháng liền, thậm chí cả năm trời hát toàn show quán bar không. Nhưng bây giờ ý thức được nhiều thứ thì thay đổi thôi. Nói về những sự cố bị chê ăn mặc phản cảm, Thủy Tiên cũng kể, ví dụ như có sự kiện do nhãn hàng tổ chức ở bãi biển, người ta yêu cầu phải mặc gợi cảm một chút để biểu diễn. Hay như là sự kiện diễn ra trong quán bar, mình cũng phải mặc đồ ngắn phù hợp khi biểu diễn, vì họ yêu cầu mình có vũ đạo nhiều mà. Lúc biểu diễn ai cũng hào hứng, ai cũng vui, nhưng đến khi chụp ảnh lên báo thì mọi thứ khác hẳn. Lúc xem những hình ảnh đó, có thể khán giả đang ngồi tại văn phòng hay ở nhà, không gian chặn có ánh đèn hay âm nhạc, phải là thành ra không phù hợp. Thậm chí có một số người cũng hơi kỳ chút là lúc chụp ảnh họ chụp từ dưới chân mình lên. Do cái bụng hơi cao, họ để máy dưới chân mình chụp lên chứ, họ cố tình luôn đó. Dancer diễn cùng với tôi đã nói rằng, khi thấy chụp ảnh như vậy đã muốn đá cái máy ra khỏi, vì góc chụp như thế thì nhạy cảm quá, bao nhiêu cái trên người cũng lộ ra hết. Dù có một cô văn phòng mà đứng đó thì cũng bị lộ, nghề nghiệp mà, đôi khi có những sự cố mình không tránh được. Thời điểm đó thì mình cũng rất buồn, cũng cố gắng thanh minh, nhưng càng thanh minh thì lại càng bị hiểu nhầm, là một ý nghĩ kỳ cục khác. Có thời gian tôi đã đóng cửa không trả lời bất cứ gì để tránh gây thêm rắc rối. Về phần Công Vinh, anh cũng chia sẻ, tôi nghĩ rằng điều đó là đặc thù nghề nghiệp của Tiên rồi. Ca sĩ thì cần có trang phục phù hợp với bài hát, tính chất sự kiện. Không có người đàn ông nào chẳng muốn nhìn phụ nữ sexy cả. Nhưng khi nghệ sĩ họ không làm điều gì trái với luân thường đạo lý thì điều đó cũng là bình thường. Mình nên nhìn mọi thứ thật nhẹ nhàng, bình đẳng. Phụ nữ có tài năng đặc biệt, được trời phú cho giọng hát, thì mình phải hiểu chuyện lên sân khấu hát. Họ có ăn mặc đẹp hay gợi cảm thì cũng phù hợp mà. Quan trọng là họ vẫn tôn trọng gia đình, nghề nghiệp và fan.
Một nghệ sĩ chân chính sống vì nghề đó thì không bao giờ họ đánh đổi cách ăn mặc để nổi tiếng rồi đánh mất mọi thứ đâu. Tôi luôn bảo vệ tôn trọng vợ tôi cũng như những nghệ sĩ khác, không thể đánh giá một con người chỉ thông qua trang phục được.